Mẹ ơi, hôm nay đã tới mùa mưa, dâu đã ngọt rồi. Bà già chồng đúc mì cho con dâu ăn. Mẹ gắng làm được việc đi, con tặng cho mẹ bộ đồ. Rồi, xin chào quý bà con nha. Hôm nay ghé lại nhà của Trinh Thờ để chia sẻ cho mọi người. Thì ông gài gia đình được rất là được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ nha mọi người. Được đeo bông luôn, mới mua đeo bông luôn. Hôm nay gặp Bảy ở nhà. Có đi bán không Bảy? Có, bán tới về thôi. Vậy hả? Anh bán gì vậy? Khoai với bán cam. Khoai với bán cam hả? Cam rồi. Hết hả hả Bảy? Hết cam rồi. Còn khoai ha? Còn khoai. Tưởng đâu hết vốn vậy rồi bán khoai vậy? Bữa nay bán hơi ít. Dạ. Mùa này mùa nắng nóng nè, mình bán cam bà con uống nhiều hơn không khoai? Ừ. Không ra bán được không? Ra dai vậy bán cũng được, cũng có người mua. Dạ. Yeah. Đâu có đi bán mới về nãy đó. Dạ, bán buổi sáng hả? Buổi sáng, giờ về coi nhỏ đặng cho Trinh đi quay đó. Dạ. Trinh đi mua đồ ha, đồ nhà con nhỏ ha. Nhà con bé chứ vừa nấu cơm luôn. Có lấy gì thêm không Bảy? Chưa lấy, nó chiều mới đi lấy. Mà giờ không, hơi yếu rồi. Hơi yếu hả? Mới đây yếu hả? Mới yếu giống rồi hả? Yếu rồi. Đây lấy cao của hơi chậm chút đi. Vậy đó hả? Không dài con dâu của mình nó được bà con giúp đỡ nhiều quá đó rồi Bảy đó mừng không? Mừng. À là để xài con cái đó bị này nọ đồ sữa ấy như nó mua đồ đạt cho con đó này nọ rồi. Thấy Trinh không dài được không bà được. Con giúp cái xăm chân mày nè. Xăm cái môi nè, rồi tặng đo bông nè, rồi nhìn cái này không ra luôn á. Nhìn ra luôn hả? Nhìn ra luôn. Tưởng ai vô nhà con tính đuổi ra à. Vậy hả? Ai nghe tưởng đâu ai vô nhà ai nghe đâu dâu mình hả? Nhìn kỹ lại mới biết là con Trinh. Trời ơi. Dâu vàng mình đó. Dâu vàng kìa, cái nói chuyện chút xíu con dâu. Tới tháng mưa rồi đó, hình như là tháng mưa rồi. Mua mì ăn này, mày ăn rồi. Mặc áo thôi, áo dạ không vàng vàng nữa kìa. Vậy là dâu mình được bà con hỗ trợ gì mừng ha Bảy. Mừng. Rồi mình có muốn làm hàm răng lại không? Cha thằng con mình đó, nó được bà con hỗ trợ làm hàm răng rồi đó. Bây giờ cái hàm răng của Bảy như còn có mấy cái hay gì kìa? Còn mấy cái, chứ còn cái chân á mà không biết làm sao thôi. Mấy giờ xăm môi đi. Đau. Mấy giờ xăm môi trước rồi, Bảy xăm môi lên đẹp lắm nè. Xăm môi lên kiếm ông nào luôn. Kiếm ông nào về làm ba chồng của ông Trinh nha. Răng cái hàm trên của Bảy như còn cái màu phải không? Còn cái dưới này bốn cái cho lay nè, nằm bên bên một. Cười cho bà con coi đây, mỗi lần Bảy cười Bảy bụng tay lại không mà bà con không có thấy. Nhăn được rồi. Ừ, cười vậy nè, vậy nè. Nhăn ra vậy nè. Hàm răng này chắc mắp mắp thôi chứ đâu nhai gì đâu. Mắp không nhai đâu, nuốt không á, nuốt trọng bữa ngày hai ngày nay nè. Thèm tô hủ tiếu mua 15 ngàn bạc. Nuốt không hả chứ đâu nhai. Nuốt nhai mà đưa qua đưa lỡ nó chọc trụng sao sống nhăn. Cái ở đầu nuốt sao cộng trong cộng ngoài. Sao mấy Bảy ta gịch ra. Ra đi. Để vô cái rồi sao cái bự cái kéo cho tôi mượn cái kéo rồi cắt ra cái cửu ra bộ từ ngờ đâu nó cười. Vậy đó hả? Hàm răng này ăn cá ăn thịt đồ chắc để vô máy sinh tố xài qua. Tôi cũng ham chồng lắm. Tôi cũng ham chồng lắm mà sợ nó đau. Ham chồng hả? Trời ơi tưởng đâu là nghe hiểu lầm tưởng đâu là ham chồng có răng. Ham chồng răng hả? Ham chồng răng chứ không phải ham chồng phải không? Ham có chồng. Thì dâu mình nó giờ kìa đứng tâm sự chút coi. Dâu mà không gài làm đẹp mà bây giờ chồng nó nhìn không ra luôn kìa, đứng sáng bên bà chồng coi. Dâu ơi dâu. Bà chồng mới nói bà cũng ham chồng nữa. Ham nè, nói chuyện chút coi nè. Ham chồng răng. Nghe nè, dâu. Chứ không phải được tầm lum hết trơn rồi, bây giờ bà già chồng không được gì hết trơn rồi, thấy sao bà chồng có tuổi kìa. Chia bà chồng đi. Chia bà chồng cái chú bông đi. Con chết mẹ. Ừ, chia. Mẹ con mà. Có gì ăn nấy đi, có gì xài chung nấy đi, đúng không? Thôi đi vô ăn mì đi. Trời ơi. Đem canh vô luôn đi. Chứ. Ăn mì hoài. Nhau quý đó nghe Bảy ơi, ráng giữ nha Bảy ơi. Dâu quý đó nghe, gắn giữ nha, dâu nghe Bảy. Từ tháng 10 rồi đó, nó ngọt rồi đó. Ngọt rồi đó. Hết chua rồi đó nghe. Ông gà có chua không Bảy? Dâu không dạy chua không? Đỡ. Đỡ rồi hả? Đỡ rồi hả? Chú lợi thì đỡ. Vậy đó hả? Mấy chú lợi đỡ rồi, mấy chú về nó làm sao? Nó cũng mới gan vậy hả?
nó cũng làm đục nước cái răng hả? Nói thiệt cái gì đó không bậy 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 hậu thiệt cái bậy, nó nhỏ nhỏ thôi, mình có ngán con dâu không bậy? Mỗi lần nó tả hoàng là bậy đi hoài, nghe nói gì đó đi hoài gì dạ. Mà có con cái rồi có lẽ mình có ngán con dâu không? Không có, ý tôi không có sợ nó, nhưng mà tại mình hơn nhường nhịn đó thôi. Mỗi lần mà nó lên ấy là bắt đầu mình né liền hả? Chuồn chỗ khác. Chuồn. Không có thẹn, nói thẳng đi là mình có ngán dâu không? Có không? Mà sợ cháu ngán. Ừ, dâu luôn. Không phải là... Nói vậy. Tại tôi để thôi. Để chút chút thôi. Để đi vậy. Tại vì có nó mới có cái nhà này ha. Có nó cũng cái gì cũng có. Ừ. Nó mỗi lần mà nó tới cử là bắt đầu là phải né, phải không? Phải né. Ừ. Nó có lo con cái được mình lên nó không? Ừ. Sữa sùng gạo bọng đồ gia đình bây giờ là cũng tay chân không ha? Tay chân không. Hôm giờ tôi ở nhà nó đỡ, nó đỡ mua. Tôi mới mua 5kg gạo vậy đó, đồ ăn đủ uống được, tôi hôm giờ tôi lo không? Thịt nó chỉ không chịu ăn cá, tôi đâu biết đâu. Hôm giờ tôi mua thịt không à. Cái đầu hôm nay mua cá rồi nó chịu ăn thì ăn mì đó. Ừ, nó chịu ăn cá ha, thịt không cá, ha. Ăn thịt không à. Vậy là con dâu nó cũng ít có ăn... Nó không ăn, à, trời nó ăn sung sướng luôn nha. Con mực mà mấy trăm ngàn ký mà dám ăn thì nó chảo gà bưng xuống rồi ăn. Tôi nói ăn trời ăn muốn da kêu. Ăn sang luôn hả? Ăn sang luôn á. À. Tôi vậy mà chưa có dám ăn hủ tiếu được 20 ngàn, ăn 15 ngàn. Vậy đó ha. Con dâu thì nó ăn... Mua gì? Được mẹ không mua gửi cho con. Kìa bà chồng có nói nãy giờ kìa, bà nói mỗi lần dâu tôi nó tới là tôi phải chiếm chỗ né kìa, có không? Rồi có hay gì rồi, đi vô bà kìa. Né mà bà nói được. Né mà mình tới nó lên là phải né mới được hả bà? Né mới được. Vậy là tóm lại là mình nãy dâu hả bà? Nãy nó. Nãy nó, chắc đi. Có chỗ qua một chút rồi thôi chứ không lẽ làm hoài. Ừ. Nó làm hoài phải không? Cho nó im nhà làm nước. Ừ. Biết tính đó phải không? Chút xíu là hết rồi phải không bạn? Chứ đâu phải làm hoài đâu phải không? Lâu cái rồi tái là lâu tái lại. Giận nhanh nhưng mà cũng nguội nhanh phải không? Nó hết tiền nó tái lại. Hết tiền là bắt đầu nó lên phải không? Dạ. Nó lên. Ngộ hả? Có tiền khỏe ha. Ừ, nó tiền nó vô à. Nó tiền á, đâu mẹ ơi, về mẹ ơi. Mà nó nhìn ngay túi mà ngộ vậy. Vậy hả? Nhìn ngay túi không hả? Ừ. Nói sao? Không, nó nói chuyện mẹ ơi, ngọt xót à. Ừ. Ở nhà vừa giữ cô Bin đi, vừa giữ bé đi. Ừ. Rồi ở nhà đi mẹ ơi, giữ cháu nội mẹ đi. Ừ. Mà trước khi nó nói là con mắt nó nhìn cái túi không mà. Túi không hả? Ừ. Để vô túi ha. Ông già nó mượn tôi biết nhiêu tiền mà tôi nói thôi giờ ngày hôm qua mượn bữa trước rồi hôm qua cái được tôi đòi 200 để đưa cái nó mẹ ơi mẹ thương con mẹ thương mẹ cho con lợn trăm. Xin mời cả nhà đi vô thăm cô chủ nhỏ nha, hôm nay rất là lạ nha, cô chủ nhỏ hôm nay là nè thấy không đó, chân mày nè, môi nè, đá bông nè, thấy không? Bữa nay là đẹp luôn rồi, đẹp toàn diện rồi, còn gì nữa? Ôi, bữa nay như tiểu thơ vậy ta. Nó làm gì vậy Trinh? Mày. Sao mày thăm lại chưa? Ăn mì ăn gì đâu múc tảo có tảo trái đo. Vậy vô. Múc tôm cơm nữa hả? Có ăn cơm thêm không? Không. Chúng ơi, chồng về có cơm. Ông xã đâu vậy? Đi ăn. Đi ăn này hả? Đi ăn với chỗ kênh hả? Vậy hả? Ừ. Ở nhà cho Trinh ăn mì vậy đó hả? Dạ. Mì gói hả? Mì gói với tôm không hả? Ông chồng này kỳ quá vậy. Ông chồng cho ăn mì gói với tôm không? Cái này ai kho? Cái này ai kho? Mẹ chồng. Chồng kho hả? Mẹ chồng hả? Dạ. Đó. Thì cái tay của bé Trinh nó vậy đó mọi người, cho nên thì không có làm gì được hết trơn á. Chỉ có làm vàng ngoài thì được. Rửa chén giặt đồ hơi thì được ha. Rồi hổm nấu cho chồng ăn bữa rồi nấu chè hả, canh chè hả Trinh? Chè thịt. Chè thịt hả? Ai cũng khen Trần. Đổ mà có đổ vô. Khen sao hết chứ hả? Gì? Sao? Khen con đảm giang. Ừ, khen nói Trinh nấu quá ngon luôn.
đổ đồ nửa keo đường gấp tôm ăn, gấp tôm ăn hết trơn hả? Mày hả? Mày trái gì không ăn cơm? Mấy chú mày con mày kháng giáo mày quá đói bụng rồi cho con ăn chứ đây nè ba gia tâm ra cho mẹ chồng ăn không? Mẹ chồng đút cái gì? Mẹ chồng đút cái đuôi luôn. Mẹ chồng đút dâu anh, mẹ chồng đút đút dâu ăn với đây có trời đó bụng rồi. Đút cho dâu ăn cái coi. Mẹ chồng đút cho dâu ăn cái coi. Tôm tôm ở trong bếp nó múc ra hết rồi đó. Tôm trong bếp nó múc ra hết rồi đó. Ồ để gì vậy giống á? Tôm nhắm mực bên kia kìa nằm dưới kìa. Ồ cá. Nè bà con coi mẹ chồng đút cho con dâu ăn nè. Rồi ráng chiều nó đi, nó cho ở chung nhà. Mẹ chồng đút cho con dâu ăn nè. Để thôi nó cho ra đường à. Còn nóng à đưa không có chừng nữa. Còn nóng mà mới à. Thổi cho nó luôn mà mẹ chồng ơi, bà Bảy ơi thổi nó luôn. Ráng chiều nó đi để cho thôi nó ấy à. Nó nóng nó phải múc lên muỗng cái thổi thổi đi cho nó nguội lúc vô ăn lấy tình cảm rồi kia cái thân thiết vô coi dầu này ăn gà rồi tôm khô rồi tôm gì vui. Ê mới làm cái môi đó ăn tôm được không nó nghe không ấy, cho mẹ chồng ăn đi để ăn tôm đưa cái môi lên coi ăn tôm uống khô mới làm cái môi đâu là mới làm cái môi chu chu ra cho bà con coi coi sao cái tô mì mật không ồ còn có cái đau bông nữa kìa không gầy không có cái lụng lẳng bữa nay có hai cái lụng lẳng nữa quá đẹp luôn trinh bữa nay ăn đi sao vũ rồi lên đời rồi chưa có ngồi bà vợ chồng bỏ lên sao mẹ chồng ngồi đó ngại 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 không muốn cho mẹ chồng ăn trời cái mồi cái nó hết sinh cho nó nghe để họ dẫn lên à. Ừ, ăn tôm đó rồi chừng nó tôm đó đừng ăn tôm nha dẫn dẫn mỏ đó mấy ăn mì đi tôm để bà vợ chồng ăn đúng rồi tôm mì không đi bà giọng xích vô cái bà chồng ngồi xích vô nè bà dạ. Chồng nè đút đút cho nhau ăn nè ráng định định nó đi đấy rồi nó không cho ở nhà đó ca luôn nè đủ vô bà chồng xích vô lại đây mẹ thương bao con nè ừ có cá nữa hả chị mẹ thương bao con gái mẹ ngoan tiếp tục không ơi hay quá mai mốt nó còn đi lấy chồng mà kia bố nọ con dâu đuổi mẹ ra đường mẹ chồng ở nhà có con gái đuổi mẹ không không thiệt không nói bằng trái tim nha dễ gì thương mẹ chồng lắm dễ gì trời dễ lúc mẹ chồng lắm coi hai mẹ con thì vui với nhau thôi chứ lâu lâu giỡn vậy thôi phải không bà Bảy giỡn vậy sao nó nói bà chồng với nhau giỡn trời 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 mày làm như mày má tao thổi đi thổi ông thử thở cái mỏ nhỏ đút cho mẹ ăn miếng coi mới xong môi đó ăn mì mì tôm nữa chứ mới chịu á bỏ con tôm ra không bỏ tôm ra đây ăn ăn mì thôi còn tôm để cho mẹ tôm cho mày chồng đi con mới xong môi thì sao con ăn được tôm nghe cãi mày mẹ chồng ha lại. Dâu dám cãi mà chồng ha. Lấy tay phải vịn lại nghe. Lấy tay phải vịn lại. Đừng hắt vô mặt nha. Chồng tôi nãy giờ tôi quên đưa mặt vô. Chừng nó xong mẹ là... đi. Chừng nó xong là ca ngang á. Ừ vịn lại vậy đó. Để thôi nè ngồi tới phải nè. Ngồi tới phải nè. Giật lên cái vô mặt lưng nó trơn luôn. Sáng nó chảy cái đầu coi. Nó giật cái văn nó lượt ngoài luôn. Vậy đó hả? Mà chồng với dâu này tiếu chứ ít có mà dâu với bà chồng nào mà hợp nhau gì lắm hợp hả Trinh dạ. Trên đây hợp không hợp hợp hả nhiều khi rồi cũng cho bà chồng ra đường hoài chứ gì hả cái kêu mẹ kìa cái. Lừa cá kìa ở rồi ơi, bữa nay coi cảnh mà bà vợ chồng đút cho con dâu ăn này nha lừa xương ra luôn á con cá lừa xương ra luôn á nóng có bà chồng vậy quý rồi đó Trinh ôm quá đã luôn ủa đút miệng đó hả trời tử nó đút miệng tôi chết nó hả ông cái nó coi ông cái nó coi đút cho bà dâu đút cho bà dâu ăn thôi thổi ôm bà dâu ăn bà dâu ôm dán nhau ăn nghe bà dâu dán ăn nghe bà dâu vịnh gì ra đi kiếm đồ bỏ coi vịnh cầm muỗng đi cầm nhà quan nha còn qua ăn giờ dẫn cái tay để mình giật dao qua bên đó còn kìa còn thịt đó Trinh ừ lấy cạp miếng đi
nay bà già chồng thương dâu á. Ổng quá ngon. Sao chanh ngon không? Quá ngọt ha. Ổng ai nấu mì này là ngon chứ chanh. Xin nấu hả? Rồi rồi. Đúng hết tô còn, bảy. Còn khơ khứ nữa. Hết tô luôn. Chẳng tay dơ nữa. Đúng dầu ăn cá đi rồi bà chồng ăn, ăn tôm. Cầm cái coi. Ăn tôm đi. Tôi đút cho nó ăn mà tay tôi cũng rung nữa nè. Sao vậy bảy? Rung hả? Rồi. Trời ơi, nó có đồ ăn hết rồi, ăn không á, nó có ăn này đâu, ăn cơm đâu. Chồng đâu rồi? Gán thương con đi, bà vợ chồng gán thương con đi. Chồng á. Nữa con lo. Nữa con lo, con lo cho chết luôn. Chồng ơi. Chồng gắn lo cho con dâu đi rồi, mai mốt mà nó có ấy rồi, nó cho ra đường ở vài bữa thôi chứ không cho đi luôn. Tất cả kiếm chồng. Trời ơi, đi chút xíu à. Chồng mới đi chút xíu kiếm rồi. Rồi nó đi rồi. Kìa, chồng về kìa, mua đồ về quá trời luôn kìa. Đi về dạ. Đó, dâu nó đi mua đồ về cho bà chồng đó. Nó mua cái đó cho bà chồng đó, cái ống ngủ đó. Đồ ngủ đó bà chồng. Nó có chịu không? Đồ bộ. Ngủ rồi không? Vậy hả? Ủa của con hả? Chứ không phải của mẹ chồng hả? Rồi không có mua cho bà chồng sao? Để tôi kiếm coi. Không hả? Sao nãy mua bộ đồ cho bà chồng đẹp, trời. Đẹp hình như cái đầm này không mấy tặng bà chồng cái đầm này đi. Không luôn. Ủa con hết trơn hả? Dạ. Rồi vậy bà chồng ra kìa đi. Dạ. Nhau nó đâu mua gì cho bà chồng đâu. Thôi tôi lấy này đâu quên. Lấy đầm đi. Không bộ không. Bà chồng không phải bằng đầm á. Ừ, cho bà đi. Trinh ơi, Trinh. Trinh. Bây giờ hồi đưa cái đầm này cho bà chồng mặc thử. Ừ. Nếu mà đẹp cái mình đi mua. Mua cho bà mua chồng. Mua khác cho bà chồng đúng không? Mua khác. Thấy không? À, chồng. Thì bà chồng bận vô luôn rồi, dám bận không? Dạ, bận luôn rồi. Trời ơi, dám à. Em nói bà chồng hết rồi, thử coi. Vô luôn. Bận vậy luôn đi, để vậy luôn đi. Tao thử thôi, thử coi sao, thử coi. Đẹp bà nha. Im mà. Đẹp à. Bà chồng này mà lên cái bộ đầm này là kiếm thêm ông nữa được nè. Đúng rồi đó. Ông kiếm thêm ông ba chồng cho anh Trinh nha. Thử coi. Không ngược nữa. Ngược đâu ngược. Kìa bà dâu lên kéo xuống cho bà chồng ấy. Sao nó khúc mà. Nó khúc mà. Đúng rồi. Đâu cũng có đêm mà. Bán bộ đồ này là bán phai đắt lắm nè. Ủa nó khúc vậy á? Ừ thì nói vậy đó. Đúng rồi. Mua đêm mà. Còn mấy kéo này nó xuống. Kéo xuống cho Trinh. Trinh kéo xuống cho bà chồng coi. Kéo cho mẹ coi, nữa mình mua mua khác cho mẹ. Được rồi nha. Trời ơi mẹ ơi. Trời ơi, cái đẹp không á. Ừ, không có đầm này ngộ rồi nha. Rồi là đi chợ không mua bà chồng bộ nào sao? Không. Trời ơi. Chợ có khúc đi mua nữa. Chịu không bảy, chịu đầm giống gì không bảy? Hả bảy? Chịu không dấu mua cho. Chịu không dấu mua cho nè. Đi ta lé mắt hết trơn luôn. Hả? Lé đó. Dạ bây giờ cho bà chồng cái bộ đồ ngủ nè. Đẹp rồi nha. Hồi đó em đó. Đâu vô thay thử là bảy. Ừ thay thử là bảy. Đi thay vậy đó. Đúng ha. Ừ. Vậy là mua cho bảy rồi. Ôi cái xe này là mua cho bảy rồi. Ôi ơi vừa hính luôn. Đẹp quá. Rồi ba bộ cho bả luôn đi. Mấy bộ đồ ngủ Trinh? Ba bộ. Ba phải không? Đồ vậy cho bà chồng một bộ ha. Em à. Vừa mà, vừa ấm luôn. Trời ơi, quá đẹp. Đẹp lão luôn, đẹp lão luôn, quá đẹp. Ok đẹp. Luôn. Ok. Nhức nách luôn nhỉ. Nhìn nó nhức nách kìa. Coi coi. Quá ok. Vừa luôn hính rồi. Luôn vậy ta? Vừa dữ à. Hay vậy. Rồi thử hai bộ kia luôn coi, thử vừa lấy luôn. Ơi. Thử nữa coi. Ơi. Trời. Cho bà thử nữa coi, cho bà thử trước coi. Rồi, vậy là cho ông bỏ bầu hả? Cho ông bỏ qua. Quá đẹp. Bè trả nè. Ông bộ đó là dạy trong đó là dạy mất nhất cái gì đó. Tôi mẹ. Mấy trăm bộ đó bà ơi. Tôi mẹ nè. Bộ hoa chanh đó. Con dâu nó cho rồi, nhận đi. Rồi, không dám nhận qua. Sao vậy? Nhảy luôn. Sao vậy? Nhảy luôn.
Sao không nhận bảy? Sợ hàng hai chiều lắm. Trời ơi. Hàng hai chiều rồi sao? Người mốt của nó đòi tiền. Trời ông. Có ông nghe cho có đòi tiền không nghe? Mẹ kia còn lại 200 được rồi. Cho mẹ đó. Sao bà vợ chồng nói kìa, hàng hai chiều kìa. Được rồi. Mấy con dâu nó cho mình bộ đồ ra đúc mì cho nó ăn đi bé ơi. Đúc mấy muỗng cho được bộ đồ. Mấy muỗng cho được bộ đồ. Con dâu này ăn mì cũng ngộ ha, bóp nát cái. Nếu mà đúc cho nó ăn nữa thì em bộ nữa. Ừ. Ăn tôm luôn rồi nha. Lâu luôn rồi kìa. Dâu ăn đã hay dâu ăn bà chồng ngồi cho miệng nha. Đậu đậu ghê trời, đậu sắng chân nha. Ừ, đẹp á, bộ đồ nó đẹp lắm. Rồi xích vô với con dâu đi bảy. Rồi xích vô và miệng cho con dâu ăn nè, coi dâu ăn nè. Vô đi, hỏi con ăn ngon không? Ngon không? Ngon không? Bà dâu. Nước nó luôn. Ngon không bà dâu? Ngon. Rồi bữa nay có nấu gì cho bà chồng ăn không nè? Không. Không luôn hả? Dâu nè. Dâu này chắc chua lắm mà. Chua không? Cái tháng mưa rồi, ngọt rồi. Ăn đi bà chồng dùm miệng ha. Mông gì mông mông gì? Đúc cho mẹ miếng ơi. Mông đúc cho mẹ miếng ơi. Tình cảm coi. Đúc nhiều nhiều á. Trời ơi. Rồi dâu mình giờ nó có đầy đủ hết trơn rồi, mình có ước gì giống nó không bảy? Cũng ước lắm mà, cái có nó có thì cũng đỡ cho nó đi. Giờ mình ướt cái môi đi bé. Ướt cái môi nha. Môi đi, xăm môi đi. Được không? Tô cũng xíu lặt rồi kìa. Âm. Dâu ăn bà chồng ngồi cho miệng ha, đã ha.